Rồi, xin kính chào tất cả các bạn. Thì như cũng như tất cả những cái chương trình lần trước, thì chương trình của tôi hôm nay là cũng chống lại luận địa điệu xuyên tạc của cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước, gọi tắt là bọn ba que. Vâng, thì chương trình của tôi hôm nay thì tôi sẽ nói về hai vấn đề chính. Vâng, thì vấn đề thứ nhất là vấn đề mà bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước chúng nó cứ rêu rao là Việt Nam bán đảo cho Trung Quốc, thì tôi sẽ nói kỹ về vấn đề đảo Hoàng Sa và đảo Trường Sa. Vâng, vấn đề thứ hai là một cái vấn đề tôi theo tôi nghĩ là cũng tất cả các bạn cũng đều quan tâm, và nhất là một số các anh chị em Việt kiều ở bên các nước ngoài thì cũng quan tâm về cái vấn đề này. Thứ nhất là tôi sẽ nói về vấn đề mà những bà con mình Việt kiều ấy, tức là bà con mình vượt biên từ những năm thống nhất đất nước, từ năm 1975 cho đến năm 1989, thì sau khi mà những cái nước mà tư bản người ta không nhận những cái người tị nạn vượt biên mà đã ở vượt biên nữa thì như thế nào. Vâng, thì đấy là hai vấn đề chính. Thì còn những cái vấn đề gọi là chống cộng, chống lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng cực ở hải ngoại thì nó như thế nào, thì các bạn tham gia chương trình thì nói chung là nó rất là nhiều cái luận điệu xuyên tạc của bọn mà ba que suốt ngày chúng nó coi như là xuyên tạc về cái đất nước Việt Nam yên bình của chúng ta. Thì nếu mà các bạn nào mà nên phản biện ấy, thì những cái vấn đề này nó rất là rộng, vì bọn nó coi như là vấn đề gì chúng nó cũng xuyên tạc về cái đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Hiện nay thì chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam mình lãnh đạo, cho nên là các bạn nếu mà các bạn lên phản biện thì cái đề tài nó rất là rộng. Vâng, kính thưa tất cả các bạn, thì trước tiên thì tôi nói về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Thì tôi nói với các bạn là tôi là một cái lính hàng hải, tức là người con của biển, cho nên là tôi cũng quan tâm rất nhiều về vấn đề biển đảo của đất nước của mình. Thì trước tiên thì là tôi cũng nói về vấn đề về cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, thưa tất cả các bạn, thì bây giờ vì cái vấn đề mà phân chia giữa Việt Nam và Trung Quốc về cái vấn đề mà vịnh Bắc Bộ ấy, thì mình đã phân chia xong vào năm 2008. Vâng, còn bây giờ thì là hoặc là cái biên giới về cái đất liền giữa 6 tỉnh biên giới thì mình đã phân chia với Trung Quốc và cái cũng kết thúc vào năm 2008. Thì vấn đề này tôi không nói nữa, mà tôi chủ yếu tôi nói về vấn đề về vấn đề mà cái đảo Hoàng Sa và trường quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ở ngoài biển Đông hiện nay. Vâng, như tất cả các bạn đều biết thì là cái thứ nhất là vấn đề cái quần đảo Hoàng Sa thì là năm 1900, tức là từ năm 1954 mà cho đến năm 1975 thì Hoàng Sa và Trường Sa đều là do coi như là chính quyền ngụy Sài Gòn quản lý. Còn riêng về vấn đề Hoàng Sa thì là năm 1956 thì Trung Quốc người ta tấn công và người ta chiếm ở cái vùng phía đông quần đảo Hoàng Sa, tức là năm 1956 thì Trung Quốc đã chiếm được cái phần phía đông cái quần đảo Hoàng Sa rồi. Lúc bấy giờ là quần đảo Hoàng Sa là do cái chính quyền ngụy Sài Gòn quản lý. Còn tất cả các bạn cũng đều hiểu là năm 1984 thì là Trung Quốc coi như là đã được sự bật đèn xanh của Mỹ, đã chiếm đốt cái phần phía tây quần đảo Hoàng Sa, tức là cho đến năm 1974 thì Trung Quốc chiếm toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa mà của Việt Nam. Thì nói chung là như thế này, tức là năm 1972 ấy, thì giữa cái cuộc gặp của Ngoại trưởng Kissinger, lúc bấy giờ ông là Ngoại trưởng của Mỹ, và Tổng thống Nixon đã gặp Đặng Tiểu Bình và Mai Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh. Thì là hai bên có thỏa thuận ngầm, và nói chung là Mỹ đã coi như là bán cái phần phía nốt phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, của cái chính quyền ngụy Sài Gòn đang quản lý cho cho bọn Trung Quốc rồi. Cho nên là về cái tháng 1 năm 1974 đấy, khi mà Trung Quốc mà đánh chiếm đốt cái quần đảo phía đông của Hoàng Sa thì nói chung là
hầu như không có sự chống cự nào của cái chính quyền ngụy Sài Gòn cả. Vâng, thì là cái hồi đó theo lời kể của ông của phi công Nguyễn Thành Trung ấy, thì là khi mà Trung Quốc chiếm cái phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa thì ở lúc bây giờ thì như tất cả các bạn đều đã biết thì máy bay của Trung Quốc không thể là vươn tới cái quần đảo Hoàng Sa được, mà trong khi đó là máy bay F-5, một phi đội máy bay F-5 mà coi như đã tập trung tại Đà Nẵng, coi như sẵn sàng xuất kích nếu mà hồi đó ví dụ Việt Nam Cộng Hòa mà lấy cái phần mà Trung Quốc chiếm ấy, thì nói chung là rất dễ dàng. Nhưng mà nói chung là lệnh, nói chung là cái Mỹ đã cố tình bán cho Trung Quốc rồi, thì khi mà ví dụ không có cái lệnh xuất kích của cái phi đội F-5 đó, nếu mà ví dụ phi đội F-5 đó mà xuất kích mà ra tấn công cái quần đảo Hoàng Sa mà do Trung Quốc chiếm được ấy, thì nói chung là mình cũng chiếm mình cái chính quyền ngụy Sài Gòn cũng chiếm lại được cái quần đảo Hoàng Sa. Nhưng mà nói chung là dưới cái lệnh của Mỹ cho cái chính quyền ngụy Sài Gòn là nói chung là không được xuất kích, cho nên là cái này là do Mỹ thỏa thuận đã bán cho Trung Quốc toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa. Mà chính quyền ngụy Sài Gòn đó là chính quyền tay sai của Mỹ, nói chung là Mỹ bảo như thế nào thì chính quyền ngụy Sài Gòn nghe như thế. Cho nên là cái bọn mà chống cộng cực đoan thì chúng nó đấy, cái đấy là những cái gọi là làm tay sai cho Mỹ ở chỗ đó. Chính mình cũng không quyết định được cái vận mệnh của mình, nói chung là chỉ nghe theo những lời quan thầy thôi, mà coi như là hiến dâng cả Trung Quốc cho hiến dâng cái quần đảo Hoàng Sa cho cái bọn Trung Quốc. Vâng, đấy là tôi nói về cái quần đảo Hoàng Sa, tức là năm 1956 thì là Trung Quốc đã chiếm phía tây quần đảo Hoàng Sa, và đến năm 1974 thì nói chung là dưới sự bật đèn xanh của Mỹ thì là Trung Quốc chiếm nốt cái phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa, tức là đến năm 1974 là Trung Quốc đã chiếm toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa. Thì nói tóm lại là cái quần đảo Hoàng Sa hiện nay ấy, thì là sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nói chung là ở Việt Nam mình ấy, thì nói chung là khi mà thống nhất đất nước từ năm 1975 đến nay thì Việt Nam chưa bao giờ mà gọi là từ bỏ chủ quyền của mình ở cái quần đảo Hoàng Sa. Vâng, như tất cả các bạn đã biết, ví dụ khi Trung Quốc đã đưa cái giàn khoan 981 ra ngoài cái vùng quần đảo Hoàng Sa thì là mình cũng, nhân dân Việt Nam mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã phản đối rất là quyết liệt, mang cả tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư ra ngoài đấy để mà gọi là đấu tranh không cho bọn Trung Quốc nó chiếm cái tức là nó vâng, không cho bọn Trung Quốc nó tuyên bố coi như là không, tức là chủ quyền của nó, một mình của nó ở cái quần đảo Hoàng Sa. Vâng, còn lại nếu mà liên quan đến cái quần đảo Hoàng Sa thì là ở bọn chống cộng cực đoan, chúng nó cứ suốt ngày chúng nó rêu ra một điều coi như là có một cái công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi lúc bấy giờ, tức là vào năm 1958, tức là chúng nó bảo là, tức là Thủ tướng Phạm Văn Đồng coi như là bán cái quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Nhưng mà thưa các bạn, là cái công văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc bấy giờ chỉ có, tức là Trung Quốc người ta đề nghị thế giới công nhận, tức là 12 hải lý ở từ các đảo ra, tức là cái chủ quyền của cái nước sở tại ở cái đảo đó. Thì coi như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ có công văn là coi như là cũng ủng hộ Trung Quốc về cái chuyện mà coi như công nhận 12 hải lý từ cái đảo ra thì thuộc cái chủ quyền của cái nước đó, chứ không bao giờ coi như Thủ tướng Phạm Văn Đồng coi như là không có nhắc đến vấn đề Hoàng Sa gì cả. Đấy, thì như các bạn đã biết, ví dụ Trung Quốc ở đâu có phải ví dụ như riêng cái quần đảo, ví dụ quần đảo Hải Nam chẳng hạn, bây giờ ví dụ là người ta muốn coi như là từ 12 hải lý trở ra đó là thì từ cái đảo Hải Nam ra đó là chủ quyền của người ta. Còn ví dụ từ 12 hải lý trở ra đó là cái tự do hàng hải ở trên cái đó là cái vùng biển quốc tế, mà nói chung là được gọi là các nước được tự do hàng hải ở trên cái vùng biển, tức là ngoài 12 hải lý ra. Ví dụ tôi nói với tất cả các bạn nhé, cái 12 hải lý ví dụ như chủ quyền của mình ví dụ ở cái đảo Phú Quốc chẳng hạn, hoặc đảo Cồn Cỏ chẳng hạn, thì nói chung là tính từ mép đất liền ra thì là 12 hải lý đó là cái chủ quyền, gọi là mình có khả năng mình khai thác về tài nguyên khoáng sản, tức là chủ quyền, cái đặc quyền kinh tế
của cái nước mà cái quản lý cái đảo đó. Ví dụ như Việt Nam quản lý cái đảo Cồn Cỏ, hoặc đảo Phú Quốc, hoặc đảo Lý Sơn chẳng hạn. Thì ví dụ như ngoài cái chuyện mà ví dụ 200 hải lý từ nước ở trong cái đất liền ra, thì là còn có ví dụ cái quản lý một cái đảo nào đó mà được thế giới công nhận, thì mình cái vùng 12 hải lý từ cái vùng đảo đấy ra, đó là cái thuộc chủ quyền, và mình là chủ quyền cái về tất cả về các mặt, về kinh tế nọ kia, tất cả các thứ. Còn lại là qua 12 hải lý đó là cái vùng biển quốc tế. Nên cho nên các bạn cũng biết là ví dụ thỉnh thoảng Mỹ chẳng hạn, vâng, Mỹ chẳng hạn, ví dụ như bây giờ người ta, ví dụ Trung Quốc người ta xây những cái sân bay hoặc cái gì ở một cái số mà đảo mà người ta lấn chiếm ở Trường Sa, thì nói chung là Mỹ bây giờ người ta không công nhận những cái hòn đảo đó là của Trung Quốc, người ta cho tàu vào trong cái vùng 12 hải lý đó, thì nói chung người ta bảo đây là cái vùng biển đấy vẫn là những vùng biển quốc tế, người ta không công nhận cái đảo đó là của đảo là của Trung Quốc, cho nên là Trung Quốc người ta phải mang ở cái Mỹ người ta phải mang mấy cái tàu chiến ấy, tức là đi vào trong cái vùng 12 hải lý của cái nơi mà Trung Quốc coi như tuyên bố chủ quyền. Như thế là tức là những nước khác gọi là những cái nước Mỹ hoặc Úc hoặc một số nước ví dụ Nhật Bản, người ta mang tàu ra, người ta đi vào những cái vùng đấy, tức là người ta không công nhận cái vùng đảo đó là đảo của Trung Quốc. Đấy, thì tức là tôi nói về cái chuyện cái quần đảo Hoàng Sa là xong. Còn về cái quần đảo Trường Sa, đó là cái quần đảo cũng có một số đảo chìm và cũng rất nhiều cái đảo nổi. Vâng, thì là tức là bây giờ tôi nói về cái cuộc thảm sát Gạc Ma trước, mình phải nói cái cuộc thảm sát Gạc Ma. Thì bây giờ này, cái đảo Gạc Ma, đảo Côn Linh và đảo Liên Đao, tôi nói với các bạn đó là không phải mình không gọi là đảo. Cái thời gian đó là những cái gọi là điểm đảo thôi, vì đó nó là những cái gọi là những đảo chìm thì mình gọi là điểm đảo. Đấy, thì là ba cái điểm đảo đó, cái thời gian đó thì là nó, cái cuộc thảm sát Gạc Ma nó xảy ra vào năm 1900 ngày 14 tháng 3 năm 1988. Thứ nhất là tôi nói với các bạn phải lưu ý có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những ngày đó mà Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn đánh nhau ở biên giới Hà Giang, tức là vùng Vị Xuyên đấy. Nhưng cuối năm 88 nhé, đầu năm 1989 thì cuộc chiến và Việt Nam và Trung Quốc thì mới chấm dứt. Thì mình phải nói là tức là trong cái thời điểm đó, tức là Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn đánh nhau và chưa nối lại cái quan hệ ngoại giao, thì mình phải nói về cái thời điểm ngày 14 tháng 3 năm 1988, thì nó phải tức là xảy ra cuộc thảm sát đó, tức là trong cái thời điểm Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn đánh nhau ở cái vùng biên giới đó. Và cái thứ nữa là những cái đảo đó, những cái điểm đảo đó mình nói gọi là những đảo chìm, nhưng mà mình cứ nói tắt là những điểm đảo đi, thì là ví dụ những đảo chìm ở đó, ví dụ như Malaysia chẳng hạn, người ta cũng xa, cũng đến cái khu vực mà quần đảo Trường Sa, những cái đảo chìm đấy, ví dụ người ta cũng bồi đắp lên và người ta cũng cắm những cái cắm cờ mà khẳng định chủ quyền của người ta ở cái quần đảo Trường Sa đó. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là cái thời điểm năm 1956 thì chính quyền Ngụy Sài Gòn đấy, chính quyền Ngụy Sài Gòn đã coi như nhượng hẳn cho Đài Loan một cái đảo Ba Bình, là cái đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, cho Đài Loan rồi. Tức là ông Diệm, ông ấy nhượng cho Đài Loan cái đảo Ba Bình đó chỉ với mục đích là tranh thủ cái sự ủng hộ của cái Đài Loan đối với chính quyền Ngô Đình Diệm hồi bấy giờ, tức là năm 1956 quan nhà Diệm đã nhường hẳn cái đảo Ba Bình đấy ở trong cái quần đảo Trường Sa, là một cái đảo nổi lớn nhất ở cái quần đảo Trường Sa cho Đài Loan. Vâng, thì đấy là cái về ấy. Còn cái chuyện thảm sát Gạc Ma thì là tôi nói với tất cả các bạn, thì tôi cũng nói trong nhiều chương trình rồi, hôm nay thì tôi nói lại một lần nữa, tức là ở cái Gạc Ma, Côn Linh và Liên Đao đấy là những cái đảo chìm. Nhưng mà cái đảo chìm đấy nếu mà ai chiếm được thì nó có rất là một cái, tức là nó một cái có một cái vị trí chiến lược rất là tốt đối với lại cái cả một cái quần đảo Trường Sa. Cho nên là trước và cái thời điểm mà gây ra cái cuộc thảm sát vào Gạc Ma năm 14 tháng 3 năm 1988 ấy, thì Nga cũng báo cho Việt Nam biết là Trung Quốc có ý định là đã tức là chiếm ba cái đảo chìm này. Nhưng mà Việt Nam ta thì trước những ngày đó đã đưa ba tàu hải quân, tức là
tàu hải quân HQ 604, HQ 605 và HQ 505 đưa công binh ra để mà chở đá ra để mà bồi đắp những cái đảo, ba cái đảo chìm đó thành một cái đảo nó nổi lên tí, và mình cắm mốc chủ quyền ở cái ba cái điểm đảo này. Nhưng mà bọn Trung Quốc chúng nó cũng phát hiện ra được cái gọi như mình chuẩn bị coi như lấn chiếm vào ba cái điểm đảo này, cho nên Trung Quốc mang tàu chiến ra. Và khi mà công binh đấy, khi mà ba cái tàu này đưa công binh ra chở đá ra ngoài Gạc Ma, thì nói chung là Trung Quốc nó gây ra cái cuộc thảm sát ở mình gọi là cuộc thảm sát ở Gạc Ma này, làm 64 chiến sĩ ta bị sinh. Thì các bạn đều đã biết là tàu HQ 604, HQ 605 và HQ 505 đó là ba cái tàu vận tải mà tôi là người hiểu rõ nhất, vì tôi có một người bạn thân đó là anh Phạm Gia Thiều, là thuyền phó tàu HQ 604, tức là anh đó học cùng trường và cùng quê với tôi, anh quê ở Nam Định, Nam Định. Thì anh bị mất ở cái tàu này, ở cái trận thảm sát Gạc Ma này. Và sau này một số anh em hải quân ấy, thì là tham gia cái vụ thảm sát này thì cũng đi cùng tàu với tôi, thành cùng là các anh kể rất là rõ về cái cuộc thảm sát Gạc Ma đó. Vâng, thì mình, tức là ngày xưa một số người cứ gọi là cuộc hải chiến của Gạc Ma, nhưng mà tôi gọi là, hoặc là sau này nhà nước mình gọi là cái cuộc thảm sát Gạc Ma, vì là mình ở trên ba cái tàu vận tải này mình chỉ có cái súng cá nhân thôi, chứ không có cái pháo hoặc là những cái súng gì cả, cho nên là mình gọi là cuộc thảm sát Gạc Ma. Mà một cái chương trình này thì rất là rõ, có anh Trần Văn Lịch, anh là trước anh là lính hải quân, vâng, ở cái đoàn 125, thì anh cũng hiểu rất rõ về cái trận chiến ở cái Gạc Ma rồi mà có một chương trình ấy. Thì tôi nhớ là cách đây cũng khoảng hơn một tháng thì tôi và anh Trần Văn Lịch đã trao đổi rất là kỹ về cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa này. Vâng, thì là khi sau khi mà ví dụ Trung Quốc coi như là tấn công, để lại dùng tàu chiến tấn công, thì làm 64 chiến sĩ ta bị hy sinh, và một số chiến sĩ ta thì là bị Trung Quốc bắt, và sau mấy năm ấy, thì cũng có đem về đảo Hải Nam. Và sau đó mấy năm thì nói chung là khi mà Việt Nam quan hệ bình thường Trung Quốc, thì là Trung Quốc đã trao trả các chiến sĩ về về cho Việt Nam. Vâng, thì là tôi cũng nhớ là cũng có một lần ấy, trong cái kênh Union Việt Nam ấy, thì các chị cũng có về cái vùng mà cái huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, thì các chị cũng có phỏng vấn một cái anh mà trước cái anh cũng tham gia cái trận thảm sát Gạc Ma này, thì anh bị Trung Quốc bắt và sau đó thả, tức là sau đó coi như là trao trả cho phía Việt Nam. Thì nếu mà các bạn mà để ý kỹ đấy, thì cũng có cái cuộc phỏng vấn của chị ở cái kênh Union Việt Nam ấy, thì chị phỏng vấn cái anh mà đã tham gia cái cuộc thảm sát Gạc Ma này.